Giờ anh với em khiêng khiêng lên phát xong rồi hai hôm nữa. Đó, đó khiêng đó. Hầu cuối cùng của cuối cuối lên ba đang lên tivi đấy. Kênh bong cao quá cho nên tốn giấy. Sao gì thôi? Không. Báo rẻ. Tốn gỗ đục. Thế đáng nghe Bùi Gia chỉ làm kênh tí thôi đỡ tốn giấy. Nhiệt cao thì kênh cao.